TV Việt Nam xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi luận giải một lá số nữ sinh năm 1988 cơ bản của những người sinh năm 88. Đến nay TV Việt Nam cũng đã luận giải và gặp rất nhiều các bạn nữ sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn mà có cung mệnh có hai cái sao Vũ Phá nằm tại cung mệnh mà là nằm tại cung Hợi. Đây là một lá số của đương số sinh ngày 12 tháng 11 năm 1988, tức là ngày 14 tháng 10 năm Mậu Thìn, và sinh vào giờ Tý. Giờ Tý là giờ từ 0 giờ 11 giờ đêm hôm nay và đến 1 giờ sáng ngày hôm sau. Thì giờ Tý là một cái giờ rất là đặc biệt. Khi mà an sao tử vi ấy, là các bạn để ý, nếu mà chúng ta tính vào ngày dương mà họ nếu mà sinh vào sau 11 giờ thì tự động ngày âm sẽ chuyển sang là ngày hôm sau. Đây là một lá số nữ mà đương số có sinh ra thì ở Hải Phòng, nhưng khi mà lớn lên thì lại vào trong Nam, và hơi đặc biệt bởi vì đây là lá số thân cư mệnh, và cũng rất may cho cô bởi vì đương số này là mệnh thì đóng ở cung mà mệnh cung mệnh có Vũ Phá mà địa không địa kiếp tại mệnh, nhưng cung Thiên Di lại có thiên tướng đắc địa gặp độc tồn. Thế thì cung mệnh nó nói về cái gì? Nó nói về ở gần nhà, nghĩa là ở cái nơi sinh ra, và cung Thiên Di có nghĩa là xa nhà. Thế thì đây là một lá số mà cung mệnh không tốt bằng cung Thiên Di. Và cung Thiên Di của cô mà có sao lộc tồn ở đây, có lưu lộc tồn nữa, mà lại có thiên tướng đắc địa nữa, thì cái cung Thiên Di của cô sẽ hợp hơn với cung mệnh, nó tốt hơn cung mệnh. Nên là cô chọn một cái con đường là gì? Đi xa quê hương của mình, lập nghiệp, rời từ Hải Phòng vào trong miền Nam Sài Gòn lập nghiệp, thì đấy là một cái sự may mắn của cô, bởi vì như thế thì cô sẽ thoát được hai cái sao địa không địa kiếp tại cung mệnh, mà nó gần, càng gần nhà thì lại càng bị cái sao đấy nó chiếu, nó xấu. Quay về lá số thì chúng ta thấy là đây là một đương số mà bản mệnh là Đại Lâm Mộc, sinh năm 88 thì là Đại Lâm Mộc, và cục là Thủy Nhị Cục. Các bạn biết rồi, Thủy giữa Mộc đúng không ạ? Vậy là gì? Về ngũ hành là cục sinh bản mệnh. Đấy. Và cô sinh ra là âm dương nghịch lý. Bởi vì sao? Bởi vì cung mệnh nữ, mệnh đóng ở cung âm, nhưng vì gặp sao tuần đánh đây nó đổi dấu thành cung dương. Vậy là nữ mà mệnh đóng tại cung có dấu cộng, dấu dương, thì là âm dương nghịch lý. Đấy, và đấy cũng là cái khó khăn của cô. Những người sinh ra âm dương nghịch lý thường gặp những hoàn cảnh không tốt. Hôm nay nhân duyên nên tôi sẽ nói tiếp với các bạn biết thế nào là nghịch lý âm dương. Các bạn là tưởng tượng là hôm nay chúng ta xây một cái nhà, và âm là gì và dương là gì. Thế thì âm là những thứ khó lấy, khó thấy, khó tìm, còn dương là những thứ dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm. Khi chúng ta xây một cái nhà thì bao giờ chúng ta sẽ xây bóng trước và xây cái phần bên trên sau, nền trên nền sau. Thì về nguyên tắc âm dương ngũ hành ấy, thì cái phần trên của móng là cái phần trên của nhà ấy, là dương, còn móng gần đất là âm. Và nếu mà âm dương nghịch lý ấy, thì chúng ta phải xây ngược, có nghĩa là chúng ta xây cái phần trên trước, sân nhà trước, và lúc đấy nhấc cả nhà lên để chúng ta lại xây cái móng ở dưới. Vậy là gì ạ? Đấy là âm dương nghịch lý. Chúng ta làm việc dương trước, việc âm sau, thì nó là nghịch lý. Và như thế thì nó rất khó khăn để thi công cái nhà. Nó gắn với vận mệnh của con người cũng thế. Một cái người nào mà sinh ra âm dương nghịch lý thì việc gì nó xảy ra với cuộc đời của người đấy thường nó nghịch, nó không được thuận. Đấy. Và nhiều cái nghịch cảnh nó diễn ra với cuộc đời một con người mà những người mà có âm dương nghịch lý. Chính vì thế những người âm dương nghịch lý thường là phải có ý chí tốt, ý chí bản thân tốt để vượt qua khó khăn thì người đấy mới thành công. Còn người nào nản chí, không gặp, khi gặp những hoàn cảnh không tốt, nghịch mà buông, thì người đấy sẽ không thành công. Và mọi người biết rằng là ý chí của chúng ta nó quyết tới 10% vận mệnh của một con người, thậm chí là quyết hơi nhiều hơn vận mệnh của một con người. Đó, nên là các bạn phải tập luyện cho mình có một ý chí tốt, sẵn sàng vượt qua khó khăn, sẵn sàng vượt qua những cái nghịch cảnh của cuộc đời diễn ra. Và sau những cái khó khăn, nghịch cảnh đấy, chúng ta không bị nản chí, vui vẻ với cuộc sống và cố gắng đứng dậy, bước lên càng ngày càng mạnh hơn. Quay lại với lá số thì đây là một lá số mà đương số cung mệnh có hai cái sao Vũ Khúc Phá Quân
hãm địa gặp sau tuần. Thưa các bạn, cứ lá số nữ mà có phá quân đóng tại mệnh thì đấy là một người tương đối bất hạnh về tình duyên nói chung. Đấy. Vì sao phá quân là cái sao không tốt tí nào cho hôn nhân. Thường là những người phụ nữ có phá quân là tại mệnh, nhất là vũ phá mà đóng tại cung hợi này, thì sẽ bất hạnh về tình duyên. Bất hạnh là như thế nào? Là tình yêu của cái người này nó không, thường là không đến nơi đến chốn. Nghĩa là yêu như không yêu. Thường là những người phụ nữ thiệt thòi hay gặp những người đàn ông không có ý tưởng cưới, hoặc là họ không quan tâm tới gia đình, không quan tâm tới phụ nữ lắm. Đấy, thì hay gặp những nghịch cảnh như thế. Và cái chuyện đi đến hôn nhân của những người vũ phá thật là khó khăn. Vì trong đời thường là vài ba lần tình dỡ ra. Đây là một lá số mà thân cư mệnh. Đấy, mà cung mệnh lại có sao vũ phá lại không kiếp đóng tại cung mệnh. Thì mọi người biết rằng là chúng ta nghiên cứu tử vi, chúng ta thấy rằng trong lục sát tinh, hai cái sao địa không, hai cái sao địa không và địa kiếp là hai cái sao kinh khủng nhất. Nó đóng vào cung nào thì nó làm cho cung đấy lên bờ xuống ruộng, có nghĩa là nhiều phen sóng gió. Đấy. Mà không kiếp đóng tại mệnh thì nó rất nguy hiểm, nó làm cho cái người đấy có nhiều cái nghiệp lớn trong đời diễn ra. Muốn sống tốt, muốn lương thiện cũng rất là khó, bởi vì hai cái sao không kiếp nó sẽ giành giật, nó kéo cái cung mệnh, mệnh là phần tâm của họ. Đấy. Giữa ánh sáng và đêm, bóng đêm, nó kéo, nó làm cho khó tĩnh tâm, tu tâm được. Và thường những người có cái tâm địa không địa kiếp tại mệnh thì thường rất vọng động và khó được tĩnh tâm. Đấy. Để mà thuận lợi trong con đường đời rất khó, vì rất hay gặp những nghịch cảnh, hay gặp những trái ngang, éo le, hay bị lừa bịp, hay bị thôn tính, hay bị o ép vì không kiếp tại mệnh. Và cách hành xử của những người không kiếp tại mệnh cũng thế, thường khó hiểu và cố gắng làm sao hành xử thật tốt nếu không kiếp tại mệnh. Sinh vào bạn này, bạn ấy sinh vào giờ Tý thì là thân cư mệnh. Những người mà thân cư mệnh như bạn ấy là gì? Là những người khó mà cải được vận mệnh của bạn ấy. Bởi vì thân cư mệnh thường là có chút bảo thủ, vì họ luôn luôn có dùng ý chí của mình để điều khiển công việc. Và nếu không có sự phân tích lý tính thì những người mà thân cư mệnh thường không khâm phục. Thường những người thân cư mệnh là những người không có thần tượng, và họ luôn luôn quy tất cả mọi việc về ý chí và lý trí của họ để giải quyết các công việc một cách khoa học. Thì ở đây đương số là có cái hai cái sao không kiếp tại mệnh nên là cuộc đời tương đối vất vả. Nhưng rất may cho đương số là có hóa quyền nhị hợp từ cung điền trạch chiếu sang cung mệnh. Đấy, nhị hợp cũng làm cho là người sau này là công việc là có chức sắc quyền lực và thể hiện được cái khả năng mạnh mẽ của mình trong công việc. Cung quan lộc có cái chòm tử vi tham lang ở đây, cũng là cái chòm mà sau này được làm trưởng nhóm, làm leader, làm người quản lý, sớm được làm những làm việc là người quản lý tốt. Và có sao thiên tài thanh long đóng tại cung quan lộc cũng khiến cho công việc trở thành công và có cái tính chất đặc tài biệt tài nằm cung quan lộc để giải quyết công việc. Ngoài ra thì có hóa lộc nữa, cũng là một sao cực tốt đóng cung quan lộc, khiến cho đây là một người có khả năng kinh doanh tương đối tốt hoặc là làm công việc tài chính tốt. Có ba cái sao trong tam hóa tốt là hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền. Thì đương số có hóa hóa quyền và hóa lộc chiếu mệnh rồi, còn sao hóa khoa của đương số lại nằm cung phúc đức, lại gặp triệt ở đây. Đấy. Chúng ta lại nói đến cung phúc đức gặp triệt. Cung phúc đức gặp triệt là gì? Là trước 32 tuổi cái người này không được gặp may mắn, bởi vì người âm, khi mà người âm của gia tiên là cung phúc đức này không độ được cho cung mệnh của đương số, làm cho đương số không được gặp may mắn trong cuộc đời. Và nói về mặt tâm linh là không được âm độ. Đấy. Hơi bị thiệt thòi. Và ở đương số này thì cung phúc đức gặp triệt thì cũng không nhờ được họ hàng. Triệt cung phụ mẫu gặp thái dương ở đây thì lại có chút nhờ được bố mẹ, nhưng không nhờ được họ hàng. Số xa lánh họ hàng, xa lánh, không giúp được gì nhau. Phụ mẫu thì giáp mệnh cũng là người giúp được, không đến nỗi. Về cung nữa là một cái cung, cái lá số này luôn luôn vất vả nữa là cung nô bộc. Những người vũ phá
mà nằm tại cung hợi này thì cung nô bộc bao giờ cũng là cự môn hãm địa. Cự môn hãm địa là xấu lắm. Cung nô bộc và cự môn hãm địa thường là chơi với bạn, thường là không gặp bạn tốt đấy, hay giúp đỡ bạn bè nhưng ít bao giờ người khác giúp đỡ lại được đấy. Đấy là sự thiệt thòi của cái cung nô bộc xấu. Và cung nô bộc mà xấu ấy, thì thường là những cái năm đầu tiên trong cuộc đời khi đi làm ấy, thường là không có quân lính ở dưới, hoặc có quân lính ít quân lính, hoặc có quân lính thì cũng là người tham lam, ích kỷ, hay lợi dụng quyền lực chức sắc của người lãnh đạo của mình để làm những việc khác, rồi không có số bền vững lâu dài, phò tá nhau, phò tá cái đương số này trong tương lai. Rất may cho đương số là cung thiên di có thiên tướng đắc địa. Sao thiên tướng chính là cái sao xinh đẹp đó. Người nào mà có sao thiên tướng nằm cung thiên di là đa số là những người phụ nữ xinh đẹp đấy. Lại có sao thiên hỷ, thiên giải đóng vào đây nữa, bác sĩ đóng vào đây nữa, làm cho người này có phụ nữ tương đối đẹp. Và cô thần, lại một lần nữa cô thần này chiếu vào cung mệnh. Tôi đã nghiên cứu về rất nhiều những người vũ phá hãm địa nằm cung này thì người nào tôi cũng gặp tiền duyên hết. Có nghĩa là người nào cũng bị vong theo, vong làm theo. Và nếu đương số chưa bao giờ đi cắt tiền duyên thì nên kiểm tra lại. Và cắt rồi cũng nên kiểm tra lại, bởi vì cô thần nằm cung thiên di thì ngoài tiền duyên ra theo còn rất nhiều các anh vong linh khác thích, rất thích theo cái cô này bởi vì xinh đẹp. Cung tiếp theo đó là cung tận ách, có sao thiên lương miếu địa. Sao thiên lương này là cái sao giải bệnh, thì đây là một người phụ nữ tương đối khỏe mạnh, vì sao thiên lương là cái sao mà sẽ giải được bệnh tật. Nó nằm cung tận ách thì nó vô cùng tốt, có bệnh nó sẽ tự giải bệnh, tự chữa bệnh và tương đối tốt. Đây là một sao đẹp, cung tận ách tốt, sức khỏe tốt. Cung tài bạch có hai sao liêm chính thất sát đó. Đây là một người sau này kiếm tiền tương đối sắc nhạy bén và hợp với ngành kiếm tiền, ví dụ như là làm quản lý lãnh đạo điều hành. Ví dụ như là tôi có một cô bạn cũng là số gần giống như này, là điều hành, làm một công việc quản lý một cái nhóm về sản phẩm của công nghệ thông tin về điện lạnh ở Vingroup, và cô tương đối thành công ở đấy, lương tương đối cao, một tháng hơn chục triệu, và mặc dù áp lực nhưng mà có cơ hội để thăng tiến, và sau này chắc chắn cô sẽ kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống tương đối giàu có. Và công việc nhất là quan lộc và chuyện làm ăn của cô sẽ thành công. Nhưng tình duyên thì đến bây giờ vẫn đang rất là đận. Và theo phỏng đoán của tôi thì đương số này cũng vậy, tình duyên cũng chưa được ổn lắm đấy, vì vũ phá tại bệnh. Tiếp nữa là cung tử tức có đại hao nằm ở đây, có cung con. Thì đây là một lá số tử vi mà sẽ xảy nạo trong đời, mất khoảng 2 người con đó. Nên là sau này vô tình mà làm việc đấy thì nhớ phải biết cầu siêu cho con, để con siêu thoát, để sớm được tái kiếp, hoặc là về ra lại gia đình, về được có thể đầu thai vào trong gia đình khác. Cung phu thê của đương số có lại có sao đào hoa đấy. Gặp cái chòm liêm tham lang hãm địa nằm cung quan lộc chiếu của cung vợ, cung chồng này. Tham lang là chúa đào hoa rồi lại gặp đào hoa ngay tại đây, mặc dù nguyệt đức đóng tại đây cũng không hóa giải được câu này. Vậy là gì? Vậy là đây là một người phụ nữ mà thường yêu vài người đàn ông, và đàn ông yêu cô gái này thường đa tình, nhiều mối tình. Và đây cũng là đương số, nếu như đã lấy chồng rồi thì rất nguy hiểm, về dễ chia tay chồng rất sớm đấy. Vì hạn đến phá quân này là dễ chọc chặt và chia tay nhau. Tiếp theo nữa là cung huynh đệ có sao thiên đồng hãm địa. Thì đây là một người mà gì không nhờ được anh em ấy, mặc dù sao tuần đóng ở đây đấy. Hậu vận thì nhờ được chứ tiền vận thì không nhờ được nhau. Sao thiên đồng cũng là cái sao nhút nhát, ngại ngùng giúp đỡ, và chưa có sự phó tá giúp đỡ nhau. Khi mà hậu vận sâu dài thì mới giúp được anh em, mới giúp được nhau nhiều. Và đây là người phụ nữ thường là đỡ cho anh chị em trong nhà, nhất là các em, nhiều hơn là mình đấy. Vì sao mệnh cung mệnh này nằm dưới cung huynh đệ đội lên đầu này, là người giúp đỡ anh chị em trong nhà nhiều, chứ mình thì chưa được ai giúp đỡ mấy. Tiếp theo nữa thì chúng ta xem đại vận của đương số. Năm nay đương số là đại vận đang là từ 22 trở ra, đang rơi vào sao đào hoa, tình duyên
Đấy, từ 22 đến bây giờ là năm 29 tuổi, chắc chắn là cũng phải trải qua 1, 2, 3 mối tình. Và cô năm nay là cái năm rơi vào sao Vũ phá, thì là cái năm sẽ thất tình, là năm thất tình, năm dễ chia tay nhau, tình cảm không được tốt. Rồi có hai cái trao địa không địa kiếp nữa, năm nay là năm năm không tốt đối với cô. Nhất là những cái tháng ví dụ tháng 8 âm, tháng 9 âm, tháng này cũng thế, là tháng của cô thần, là tháng dỡ đang cô đơn lắm, cô quả nếu yêu ai thì cũng cãi nhau, ở với chồng thì cũng trục trặc. Tháng 10 thì tốt hơn, tháng 11 thì là tốt hơn nữa. Tháng 11 thì được tốt hơn nữa, nhưng mà cẩn thận là có người gièm pha nha. Tháng 10 thì đi ra đường dễ công an giao thông tóm cổ này, trục trặc thuế má, công việc không tốt, sức khỏe hơi kém một chút. Tháng 11 âm là tháng mà nhộn nhịp vì tiền bạc, nhưng cẩn thận vì tiền mà sinh họa, bởi vì phục binh thiên sát đang đúng ở đấy. Cẩn thận vì tiền sinh họa nha, điều số 1041. Tháng 12 là tháng chi tiêu tốn kém, rồi gặp nhiều chuyện thị phi bực mình. Đấy. Năm nay là cái năm không tốt, và tiểu nhân hãm hại vào tháng 12, hết sức cẩn thận. Và những cái năm tiếp theo của đương số, khi mà đại vận nó rơi vào cái cung 32 trở ra, thì đương số có sao rơi vào cung con này, đại hao này. Đấy là rất vất vả chăm sóc con cái. Đây là một người mẹ mà sau này tốn nhiều tiền về con cái. Tốn nhiều tiền con cái, chăm sóc con cái tương đối vất vả. Hoặc hóa kỵ này, hỏa linh này chiếu vào cung con, rất nuôi con vất. Cô thần quả tú nữa, cự môn hãm này chiếu cùng con nữa. Đây là số vất vả về con. Nên là bạn từ 32 đến năm 41 là số vất vả lo lắng cho con cái. Từ năm 42 trở ra thì công việc của bạn, việc kiếm tiền là tương đối thành công. Đấy. Và có nhiều cái cơ hội kiếm được nhiều tiền để khiến cho mình trở nên giàu có. Bạn là một người sau này có nhiều tiền đấy. Và năm 2 tuổi trở ra thì công việc tương đối tốt, nhưng mà cẩn thận, dễ dính dáng pháp luật, trục trặc thuế má từ năm 52 trở ra. Năm 62 trở ra thì công việc của bạn tương đối ổn định, và tiền lúc đấy đến với bạn một cách rất có duyên và tích tụ được nhiều tiền. Đấy. Và năm 72 tuổi trở ra thì bạn sẽ có sức khỏe hơi kém, và cẩn thận là bị nô bộc, bạn bè chơi xấu, chơi bẩn, kiện tụng, kiện cáo, không tốt. Đấy là một cái sớ, đây là những cái luận giải cho cuộc đời đương số sinh năm 1988 này. Và bạn nhớ rằng những cái năm sắp tới, ví dụ như năm sang năm chẳng hạn, là năm dễ quá hạn của bố mẹ bạn. Năm tiếp theo nữa thì bạn có lộc, có tiền, nhưng mà cuối cùng rồi cũng trắng tay. Đấy, năm 31. Năm 32 tuổi thì năm 31 tuổi thì bạn dễ sẽ hoặc là lấy chồng, hoặc là sẽ có những cái tình duyên mới, hoặc là trục với chồng ấy, là phát hiện ra chồng đào hoa và dễ trục trặc hai bên với nhau. Đấy, từ năm 33 tuổi, 33 và 35 tuổi thì bạn cẩn thận chuyện thị phi về đất cát, tranh chấp về đất cát. Đấy, tranh chấp thị phi đất cát, kiện cáo nhau nhá. Vất vả. Rồi cái năm xấu nữa là năm 32, 33, 34, 35, 36. Cái năm xấu nữa là năm bạn sẽ trải qua tuổi 38. Đấy là một năm hạn của bạn. Cẩn thận là nhiều thứ nó ngã, bạn có thể ngã xe, có thể bị xe tông và ảnh hưởng đến mình. Đó. Đấy là một số cái năm mà vận hạn của mình thì bạn cẩn thận nhá. Xin một và một năm nữa là năm năm nhắc bạn hơi sớm, nhưng cũng nên nhắc bạn là năm 56 tuổi thì cẩn thận là trục trặc một chút pháp luật. Năm 56 tuổi hết sức cẩn thận. Và không quên nhắc bạn đi kiểm tra xem bạn đã cắt hết tiền duyên chưa, bởi vì đây là lá số mà bạn có tiền duyên đi theo. Nó làm cho công việc của mình không được ổn định, nhất là trí tuệ của mình thường là không được tập trung, hay cáu gắt, và thường hay phá những chuyện tình duyên của mình, làm cho mình và người yêu hoặc là với chồng có những khoảng cách nhất định mà không thể vượt qua được, khiến cho gia đạo càng ngày càng suy đi. Nên là bạn cố gắng tìm cách để hóa giải, và nếu như có cơ hội ra Hà Nội đến gặp các thầy tử vi Việt Nam thì chúng tôi cũng sẽ giúp bạn để hóa giải cái vong linh tiền duyên đi theo đấy.
Xin chúc đường số có một cuộc sống tốt và dựa trên những lời tư vấn của Tư Vi Việt Nam để sống một cách thuận thiên hơn, hạnh phúc hơn. Và rất mong những bạn hôm nay xem các clip mà chúng tôi xây dựng đây, nhấn vào đăng ký kênh của Tư Vi Việt Nam và thường xuyên like, comment để chúng tôi có cái động lực để tiếp tục sản xuất các video để hướng dẫn các bạn xem tử vi và học cải vận mệnh của chúng ta. Xin chào các bạn.